Kính chào tất cả các bác đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay em giới thiệu đến nhà mình một chiếc radio cổ thương hiệu Nationa Panasonic RF850D, lần đầu tiên được giới thiệu trên Review Audio. Đây là dòng radio cổ sản xuất năm 1975, đến nay là 49 50 năm rồi. Máy về còn đẹp xuất sắc, chưa dùng tại Việt Nam, có bao da, có quai sách đầy đủ. Đặc biệt các bác sẽ vô cùng ấn tượng với chất lượng âm thanh của chiếc này, cực tốt, chắc chắn sẽ làm hài lòng kể cả những đôi tai khó tính. Với cá nhân em đánh giá thì đây là dòng radio thuộc top những chiếc radio để bàn có chất lượng âm thanh tuyệt vời hay. Size chiều ngang khoảng 25 phân, chiều cao đâu đó hơn 10 phân, 13, 14 phân. Nhưng mà âm thanh thì phải nói là tuyệt vời, phải nói tuyệt vời hay luôn các bạn này. Thưa quý vị và các bạn, được hình thành và phát triển sâu rộng trên phạm vi cả nước từ hơn 20 năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân. Thông qua phong trào này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng. Cũng có nhiều người gợi ý thưa quý vị, ăn gà hấp muối đi. Những món nổi tiếng thì ở đây là gà hấp muối cũng xô dách luôn á. Gà ta nhà được làm sao? Áp bức trên thế giới, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn cầu, cổ vũ và góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội của nhân loại. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm thay đổi lịch sử thế giới. Nhà Việt Nam học người Nga Anatoly Solokhov, tác giả của cuốn sách 71. Rồi, bây giờ em sẽ tháo bao da ra để giới thiệu đến chi tiết cả nhà mình nha. Chất lượng âm thanh thì em khẳng định các bác là không hay không lấy tiền. Chiếc này là cực hay, siêu hay luôn. Cá nhân em khi mà lần đầu tiên em nghe là em hết hồn luôn ấy. Bởi vì chất lượng nó quá tốt trên một cái kích thước cực kỳ nhỏ. Em mở bao da nhé. Em bao da. Âm thanh phải nói là xuất sắc tuyệt vời luôn. Bao da này, da bò thật rồi các bác. Bao da cũng còn tương đối ha, dày dặn. Khi mà máy còn bao da được cái là nó sẽ bảo vệ máy rất tốt. Trên bao da có made in Japan luôn. Da bò xịn thật đấy các bác. Đấy. Rồi, em để bao da qua bên này. Nhân vật chính của chúng ta này. Đấy, các bác lưu ý là dòng này là mặt nhôm nhá. Mặt nhôm sơn đen này. Mặt nhôm hết này. Mặt nhôm. Nationa Panasonic. Logo đỏ này. Dòng cổ cực VIP. Dòng này thiết kế với mặt nội thất nó mạch cực gấu. Mặt cực gấu và tất cả còn là xuất sắc từ trong ra ngoài. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có một volume gạt lớn nhỏ này, chỉnh lớn nhỏ âm lượng này. Chỉnh băng tần AM FM này. Cái này là chỉnh tông bát chép này. Những cái viền nhôm này. Những cái núm này. Các bác đã thấy núm còn sáng choang này. Đấy, núm này. Viền nhôm này. Này, mặt phía sau này các bác này. Nationa Panasonic RF850 nhé. Made in Japan. Máy sử dụng ở đây là 3 cục pin chung. 3 cục pin chung. Các cái chấu pin cho đến nội thất tất cả là vàng ươm sắt xi 7 màu các bác nha. Vàng ươm sắt xi 7 màu. Con này là tuyệt vời đẹp luôn. Viền nhôm. Nhôm phay xước rất là đẹp luôn. Ở đây có hai lỗ tai nghe luôn này. Đấy, anten này. Đương nhiên là anten zin đét rồi. Sáng choang. Đấy. Em quay rõ từng hạt bụi luôn nhá. Các bác có thấy là rõ từng hạt bụi luôn. Chiếc máy này không hay không lấy tiền. Không chất không lấy tiền. Và nó là cực chất cực hay luôn. Đấy, mặt nhôm. Sử dụng 3 băng tần. FM, FPK và MPK. MPK là sóng AM ấy. Dòng này sóng khỏe. Mạch thiết kế cực gấu. Và sóng rất khỏe. Cho nên là khi mà FM thì chúng ta bắt được vẫn rất là nhiều đài. Này các bác thấy này. Sẽ có mưa lớn trong 3 ngày đến hết ngày 5 tháng 5.
Đấy, tiếng giới chức đấy. Brazil cho biết tính đến ngày 3 tháng 5 đã có 39 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất trong đợt mưa bão hiện nay ở miền Nam nước này. Các quan chức cảnh báo tình hình sẽ còn diễn biến xấu hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Xin chào tạm biệt. Đài Bình Dương là sóng 92,5 các bác nhá. Dòng này đã được kéo sóng lên bắt được rất nhiều đài. Sống khỏe lắm. Tôi nghĩ rằng bộ đội Việt Nam đã chiến thắng đơn giản vì họ xứng đáng chiến thắng. Họ đã làm mọi điều để chiến thắng. Họ đặc biệt. Buồn em nhé anh, khi chẳng thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh. Nếu thích em thì anh hãy nói what I mean. Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng. Đã thích em rồi anh hãy nói what I mean. Lòng em ở hiện nay đều hoạt động gắn liền với nhà văn hóa. Việc đầu tư xây mới nhà văn hóa đã khó, duy trì, phát triển các hoạt động lại càng không đơn giản, không chỉ là về nguồn lực kinh phí mà cả vấn đề con người, cách vận hành. Để các thiết chế văn hóa cơ sở nói chung, hệ thống các câu lạc bộ văn hóa thể thao nói riêng thực sự phát triển là những bệ đỡ. Các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển ngày càng sâu rộng. Đặc biệt với niềm tin được cổ vũ mạnh mẽ tiếng nhờ chiến thắng Điện Biên Phủ, các nước thuộc địa tiếng rất hay và loa rất to các bạn nhá. Nó hay là bởi vì nó không phải là chỉ đơn giản là to đâu, mà vấn đề ở đây á là cái chất lượng về mặt âm thanh ấy, có nghĩa là mặt tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép ấy, nghe phải nói là như một cái loa lớn luôn, nghe cực hay luôn, chất lượng âm thanh mà nó tuyệt vời luôn các bạn. Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng giải phóng Algeria. Đã tổ chức trưng bày 97 hình ảnh với chủ đề nhỉ? Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam. Em gạt qua ai em nhá. Chiếc này cực tốt luôn, hay thật đấy. Đấy. Buồn. Cụ ông Huỳnh Văn Lực, sinh năm 1940, nguyên là phó trưởng phòng tổ chức hành chính Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố, là thân phụ của anh Huỳnh Quốc Trung, nhân viên Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố, đã từ trần vào ngày 3 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, hưởng thọ 85 tuổi. Mày có đèn này đúng không? Vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng 3 âm lịch, lễ động quan vào lúc 8 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng 3 âm lịch. Linh cữu quan tại 1110 A10 Phạm Văn Đồng, tổ 7, khu phố 8, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành. Rồi, các bác thấy là một chiếc đài cổ này. Đấy, bao da, máy mặt phay nhôm này. Đó, tất cả là còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi, và chất lượng âm thanh thì chiếc này em nhấn mạnh là không hay không lấy tiền. Máy cực nặng, nhỏ nhưng mà đúng là có bỏ. Bo mạch thiết kế gấu sexy 7 màu, len keng, hàng Nhật về chưa dùng tại Việt Nam. Chiếc này là vô cùng xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, các bác quan tâm liên hệ một chiếc duy nhất 0916 950595. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.